Xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa, yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và còn hôm nay thì vườn mai của bạn Nam ha, có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép gốc nhớt với cô chú anh chị ha, ghép gốc hàng quấn rễ cây đẹp hàng chơi Tết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Hoặc là cô chú anh chị mình lấy bo cũng rất là ok cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Thì hôm nay bạn Nam lên cho cô chú anh chị mình mức giá chỉ từ 40.000 một cây và 60.000 một cây. 3 cây gửi hàng và 5 cây bạn Nam bao phí cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, thì không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip để gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi, mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục em đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai về cho cô chú anh chị mình để bàn ha, mini nha cô chú anh chị hoặc là trồng đất ha. Rồi, rồi và một cây một lô một loại đầu tiên ha là em giao lưu với cô chú anh chị mình là đế rắn nha. Hàng ghép gốc tứ quý không bạn? Đúng, gốc tứ quý với gốc thường ha, cô chú anh chị mình muốn mua loại nào cứ nói với em. Đế rắn ha. Đế rắn đều lượng cô chú anh chị. 1 2 3 4 lượng ha. Rồi, 4 lượng rắn ha. Gốc này gốc tứ quý nha. Gốc tứ quý ha. Cái này thì gắn này thì lô này là cúc cam nha cô chú anh chị. Cúc cam. Cây này cái gốc cái chột ghép nó bằng tay ốp luôn cô chú anh chị ha. Nó bằng tay ốp luôn ha. Mình chắc có 4 năm gì đó. Chắc có 4 năm. Để gắn nha cô chú anh chị ha. Cây này mình lấy chiều cao từ bao nhiêu bạn? Mình giao cho khách là chiều cao từ bao nhiêu? Tầm 3 trắc trở lên cô chú anh chị. 3 tới 4 ha. 3 trắc đến 4 trắc. Cái này thì cũng để gắn nè. Cái này là siêu âm Sài Gòn ha cô chú anh chị. Rồi siêu âm Sài Gòn. Để gắn luôn cô chú anh chị ha. Thì lô gắn thì em có 2 giống. Gắn gốc tứ quý có 2 giống. Cúc cam với siêu âm Sài Gòn. Rồi, gốc tứ quý thì chỉ có 2 giống là cúc cam với là siêu âm Sài Gòn để gắn. Rồi, thì loại này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 60.000 một cây ha. Rồi, bao nhiêu cây mình gửi hàng? 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Rồi, làm cúc cam với lại là siêu âm Sài Gòn để gắn ha cô chú anh chị ha. Rồi, tiếp theo là loại cũng cúc cam luôn. Cúc cam. Là vấn đề là soi cô chú anh chị. Gốc tứ quý luôn hả bạn? Đúng rồi, gốc tứ quý luôn. Rồi, lò xo gốc tứ quý luôn cô chú anh chị ha. Tứ quý gốc mai 2, 4, cái này có này 6 dòng của chú anh chị ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có gốc mai vàng bình thường luôn cô chú anh chị. Mình muốn lấy gốc mai vàng thì cô chú anh chị nó mình báo ha. Từ 5 dòng đến 6 dòng ha. Nói chung là từ 5 đến 6, 1, 2, 3, 4, 5 dòng. 1, 2, 3, 4, 5 dòng cô chú anh chị ha. Đó, lò xo bự nha cô chú anh chị ha. 1, 2, 3, 4, 5 dòng lò xo. Lò xo này thì cũng có 2 giống hả bạn hay là bao nhiêu giống? Cái này thì cũng có 2 giống ha, cúc cam với lại siêu âm Sài Gòn nha. Cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không? Cái này cũng còn khá khá của chúng gì. Rồi. Cái này thì cũng do lò xo là giá bao nhiêu bạn? Cũng giá cũng vậy luôn hay sao? Lò xo thì giá cũng 60.000 một cây của chúng gì. Rồi 60.000 một cây, 3 cây bê gửi hàng, 5 cây bao ship. Cái này mình cũng lấy chiều cao là từ bao nhiêu vậy bạn? 3 tấc đến 4 tấc. Lấy chiều cao từ 3 đến 4 tấc luôn ha. Đúng. Là hai loại lò xo với lại đế gắn làm ghép gốc tứ quý nha cô chú anh chị và có cả gốc mai vàng bình thường mình luôn ha. Thì gốc mai vàng cũng như vậy, con gắn là từ 4 lượng 3-4 lượng, còn con lò xo là từ 5 dòng đến 6 dòng nha cô chú anh chị, là có gốc tứ quý và gốc mai vàng. Cô chú anh chị mình muốn mua loại nào từ gốc mai tứ quý thì mình báo với bạn Nam là gốc tứ quý, cô chú anh chị còn muốn mua gốc mai vàng thì mình báo với bạn Nam là gốc mai vàng. Và gốc tứ quý thì bên vườn bạn Nam đang ghép chỉ có hai loại thôi là siêu âm Sài Gòn và cúc cam, còn gốc mai vàng thì vườn bạn Nam có ghép còn nhiều giống hơn nữa cô chú anh chị ha. Rồi tiếp theo mình giới thiệu loại gì đây bạn? Rồi tiếp theo là đế bính cô chú anh chị. Đế bính, đế bính này thì là giống bất kỳ nha. Thì cũng nhiều có... trong đây còn cũng còn nhiều giống ha. Thì cái này nhiều giống lắm nhưng mà cái này thì mình giao lộn xộn cô chứ lộn xộn các bạn ha. Đúng rồi, thì cũng có cúc Vạn Phúc rồi cúc Vạn Phúc, cúc Vạn Thọ, cúc Vạn Thọ, cúc Tơ Long, siêu nụ các bạn chị. Siêu nụ không nhị nữa ha. Đế bính này thì được 7 dòng nè. Nói chung là đa phần là từ 7 dòng lấy lên các bạn. 7 dòng, 8 dòng. 7 tới 8. Đúng rồi. Cây ghép già ngon luôn cô chú anh chị ha. Cây đều tràn cô chú anh chị. Cái này hàng chơi Tết được ha. Gốc thì cổng tự ốp hết rồi nè. Rồi cái loại này thì bạn giá bao nhiêu vậy bạn? Rồi cái này thì giá là 60.000 cây nha cô chú anh chị. Rồi cũng là 60.000 ha. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Rồi mấy đế đẹp là 60.000 một cây. Đúng rồi. Rồi ngoài loại này mình còn giới thiệu loại nào nữa các bạn ha. Ngoài loại đó thì còn một số loại nữa thì đế cũ hết cô chú anh chị. Rồi đây đế cũ nè cô chú anh chị, đế rất đẹp luôn, cây cũ cũ không. Cái trong đây có bao nhiêu giống vậy bạn? Cái này thì gồm có cúc Tây Hy nè, rồi giả Bến Tre nè, rồi Đại Lộc,
hoàng hậu cúc nghệ. Cúc nghệ ha. Ừ. À, cúc hai tầng. Rồi. Cúc tư long. Rồi. Cúc không nhị. Rồi. À, cúc siêu nụ. Siêu nụ ha. Cúc cam. Siêu nụ cúc cam. Cúc cam chắc ít ha bạn. Ta thấy ở đây có mấy cây cúc cam, hình như có cúc cam là thường thì như ít nè. Đúng rồi, cúc cam thì ít. Giờ chỉ có cái hàng mấy hàng kia hàng nhiều. Siêu nụ đại lộc rồi ha. Đúng rồi. À, tây thi, tư long, phúc, tư long. Với lại là mình có dạo tuấn ngọc với lại dạo lá gai nữa phải không bạn? Đúng rồi. À, có dạo tuấn ngọc phải dạo lá gai nữa cô chú anh chị. Cũng có được quấn đế hết ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn thấy nè. Cũ cũ hết trơn luôn. Nổi đế ha. Trời đế cô chú anh chị. Cái này có trên cũng chắc hơn 10 giống á cô chú anh chị ha. Cái này tầm khoảng 10 giống à. Đế thú nằm nè cô chú, nguyên con thú nè, cái này có thai chân luôn á. Con này cũ nè cô chú anh chị ha. Cũ nè. Cây nào cũng cực vip luôn cô chú anh chị ha. Cây này thì có nút nụ hết rồi ha. Cô chú mấy cây này nút nụ lên hết rồi cô chú anh chị. Về mình đế bàn trên Tết ha. Đế bàn Tết là ngon luôn cô chú anh chị ha. Cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không các bạn? Cái này còn tầm khoảng vài trăm cây à. Cô chú anh chị mình cây, có lấy thì tranh thủ lấy ha. Cây rất là đẹp luôn. Rồi. À, mức giá mình giao lưu là bao nhiêu bạn? Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 40 ngàn một cây ha. Rồi, bao nhiêu cây mình gửi hàng và bao nhiêu cây mình bao ship bạn? Cái này thì 3 cây gửi hàng cho cô chú anh chị, 5 cây bao ship luôn ha. Rồi, 3 cây gửi hàng và 5 cây mình bao ship. Đúng rồi. À, cái này thì nó có thể là 10 giao, có tầm khoảng 10 giống đến hơn 10 giống, 11, 12 giống gì đó. Thì mức giá nói chung là cũng khá là mềm rồi cô chú anh chị ha. Tại vì so với mặt bằng chung thì em thấy là giá ở vườn của bạn Nam thì có nhiêu. Nói chung là sẽ rất là ok hơn một số vườn khác. Cái này mình lấy, mình giao cho khách hàng là mình lấy chiều cao là từ bao nhiêu vậy bạn? Cái này cũng tầm khoảng cây này 3 tấc hết rồi cô chú anh chị ơi. 3 tấc ha. Đúng rồi. Giao của chú anh chị mình từ 3 tấc 4 tấc ha. Nói chung 3 tấc trở lên. 3 tấc tới 4 tấc. Nói chung là hàng này là cho Tết được cô chú anh chị ha. Em thấy có một số nút nụ rất là nhiều, một số cây có nút nụ nhiều rồi đó. Hàng này mình để bàn là tuyệt vời luôn. Lên phim rồi. Thì cái này cô chú anh chị mình có thể mình mua giống như là 5 cây 5 giống hoặc là 3 cây 3 giống, 10 cây 5 giống, 10 cây 10 giống. Bên vườn bạn Nam vẫn có thể giao cho cô chú anh chị mình được ha. Rồi, có thể lấy lộn xộn, ví dụ cô chú anh chị mình không thích giống gì thì mình báo với bạn Nam ha. Rồi Nam bỏ ra. Ví dụ cô chú anh chị mình hoặc là cô chú anh chị mình cái này mình có chọn giống được không bạn? Cái này cô chú chọn giống được ha cô chú anh chị. Những cái giống mà em báo á thì cô chú anh chị mình cứ nói với em, những giống đó thì em sẽ có chọn giống cho cô chú anh chị ha. Rồi. Thì ngoài loại bây giờ ngày hôm nay mình giới thiệu hai loại này thì mình còn giới thiệu cái loại nào nữa không bạn? Rồi, mình còn giới thiệu loại nào nữa bạn? À, bây giờ em còn con rắn nè. Con rắn thì em có cúc nghệ nha cô chú anh chị. À, con rắn thì có thêm, có cái giống cúc nghệ ha. Đúng cô rồi. Chú anh chị. Cúc nghệ bông to đẹp lắm cô chú anh chị. Nha. Tầm 3 lượng. 3 lượng, 4 lượng, nói chung là 3-4 lượng ha. Đúng rồi. 3 lượng với 4 lượng. Qua được con rắn tư long nữa nè. Gốc này gốc mài vàng phải không bạn? Đúng rồi, gốc này gốc mài vàng. Gốc mài vàng ha. Thì gốc mài vàng này thì cũng còn một số giống á cô chú anh chị ha. Cúc nghệ, cúc tư long, từ không nhị rồi nữa ha. 3 dòng đến 4 dòng. Siêu nụ nữa cô chú anh chị. Rồi, thì cái này thì em cũng giao lưu cô chú anh chị là 60 ngàn một cây nha. Cái này thì cây cúc nghệ thì nó lùn hơn xíu ha. Tầm khoảng 2 tấc, 2 tấc rưỡi á. À, 2 tấc 2 tấc rưỡi. Thì cái này cũng giao lưu cô chú anh chị 60 ngàn cây luôn. Thì rồi. 3 cây em gửi hàng, 5 cây bao ship nha. Rồi. 3 cây gửi hàng và 5 cây bao ship của chú anh chị ha. Thì cái loại này cũng là loại cuối cùng của em giao lưu với cô chú anh chị ngày hôm nay ha. Thì cũng rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Số điện thoại giao lưu của em 0866 459094 ha. Em xin chào bạn gái cái cuộc gọi lập gặp lại cô chú anh chị ha. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được kênh nào giá cập để mình ủng hộ cho vùng của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.